vượt lên sự sân hận. Nhiều khi rất khó hòa thuận với người trong gia đình, với bạn bè, hàng xóm. Nhưng khó hơn nữa, nếu chúng ta không ráng hòa thuận, chúng ta sẽ mất đi một số lực lượng của mình, mất đi tấm lòng thương yêu, tử tế. Mỗi lần chúng ta ghét hàng xóm, sự khai ngộ của mình giảm đi một chút. Mỗi lần nghĩ xấu về ai, là mình mất đi một phần của chính mình, mất đi một phần ánh sáng, một phần hạnh phúc thiên đàng mà bình thường thuộc về của mình. Nếu thấy rõ hết mọi điều này, chúng ta sẽ biết rằng thật tình ghét ai chỉ làm khổ mình thôi. Đó mới là vấn đề. Đó là cái khó nhất khi sống trên cõi đời này. Bởi vì điều gì cũng làm mình giận, chuyện gì cũng khiến mình bực dọc, và dường như mọi thứ đều đi ngược lại với mình. Tuy nhiên cùng lúc chúng ta phải thương yêu tất cả, và điều này có thể rất, rất là khó. Tolstoy và phu nhân. Vấn: Sư phụ nghĩ sao về nghiệp chướng trong hôn nhân? Sư phụ: Nếu vợ chồng hòa thuận với nhau, đó là họ có nhân quả tốt. Còn nếu mỗi ngày họ đều gây hấn với nhau, thì quý vị đã biết đó là nghiệp chướng gì rồi. Thật dễ hiểu phải không? Nếu hòa thuận thì nên vui mừng. Nếu không hòa thuận thì ráng sửa đổi và khoan dung, hầu tránh kỳ sau luân hồi trở lại làm vợ chồng có nghiệp chướng xấu hơn nữa. Đại văn hào Tolstoy có bà vợ hết sức khủng khiếp. Quý vị biết Leo Tolstoy không? Người viết quyển Chiến tranh và Hòa bình đó. Người ta kể ông có bà vợ thật khủng khiếp. Ngày nào bà ấy cũng kỳ nhèo chửi ông, la mắng ông, và đôi lúc còn đánh rồi đuổi ông ra ngoài đường nữa. Một ngày kia người bạn của ông không thể chịu đựng được nữa, bèn bảo ông rằng: Tại sao ông không đuổi con quỷ đó ra khỏi nhà để chúng ta được yên ổn? Tolstoy trả lời: Xịt, xịt. Đừng nói lớn quá. Đời trước tôi đã làm như vậy rồi, cho nên đời này bị tệ hơn. Tôi không dám làm vậy nữa đâu. Quý vị hiểu chứ? Quý vị càng dùng dẫy, tình hình lại càng tệ hại. Do đó hãy chấp nhận những gì Thượng Đế an bài và ráng sức sống qua khó khăn, tự huấn luyện mình, kiên trì, nhẫn nhục và thương yêu kẻ thù của mình. Ngay cả một người khôn ngoan như ông Tolstoy cũng không biết cách đối xử với bà vợ khủng khiếp của ông. Những người bình thường như chúng ta, tốt hơn là nên giữ im lặng. Im lặng. Quý vị là những đồng bạn quý vị có. Luôn luôn có hai năng lực trên thế giới này, phủ định và khẳng định. Lực phủ định bảo người ta làm tất cả những điều xấu có hại cho xã hội và cho chính họ. Lực khẳng định tìm cách ngưng điều đó và bảo người ta làm tốt, bất cứ gì tốt cho quốc gia, cho thế giới và cho chính họ. Và hai năng lực này luôn luôn đối nghịch nhau. Đây là sự cám dỗ mà chúng ta luôn nghe nói đến trên thế giới này. Lực phủ định lúc nào cũng tìm cách cám dỗ người ta, làm cho người ta trở thành xấu. Còn lực khẳng định thì tìm cách cứu họ, cố gắng bảo họ làm điều đúng, đi theo hướng đúng và tốt hơn. Vì thế, Minh Sư, vị tiên tri luôn luôn đại diện cho lực lượng khẳng định này, và nhiều đại diện phủ định khác trên địa cầu này, dĩ nhiên sẽ không muốn vị Minh Sư sống còn hay được khỏe mạnh. Vì nếu vị Minh Sư mang tất cả các linh hồn lên thiên đàng, thì họ làm gì ở đây? Họ không thể kềm chế con người nữa. Họ không thể bảo người ta giết hại lẫn nhau nữa. Họ không thể bảo người ta dùng ma túy đến chết hoặc làm hư hại cơ thể họ bằng ma túy và bằng đủ loại thói quen xấu nữa. Tất cả các linh hồn được tự do, cho nên họ sợ. Họ muốn giữ các linh hồn ở đây làm nô lệ cho họ suốt đời. Hãy tưởng tượng nhà vua không có thần dân nào. Tôi tự xưng mình là nữ hoàng của cái gì, của ai? Tôi ngồi trên ngai vàng và nói: Tôi là nữ hoàng, tôi là nữ hoàng. Suốt ngày không ai màng tới. Lực lượng phủ định cũng giống vậy. Ma Dương, vua của lực lượng phủ định, muốn có thần dân, muốn mọi người làm nô lệ dưới quyền của Ma Dương, nghe theo Ma Dương, làm bất cứ gì Ma Dương muốn. Và quý vị càng làm những việc Ma Dương muốn, quý vị càng ở lại đây
và quý vị thậm chí có thể lôi kéo những người khác xuống, tiêm nhiễm người chung quanh và giữ thêm nhiều linh hồn, mang thêm nhiều linh hồn vào dương quốc của ma dương. Rồi ma dương kềm chế càng ngày càng nhiều nữa. Đó là lý do. Nếu không, chúng ta có thể không bao giờ hiểu làm sao một vị minh sư nhân từ như Đức Phật hay Chúa Giêsu Kitô hay tiên tri Mohammed lại bị bất cứ ai thù ghét, ngược đãi, ám sát hay mưu hại, phải không? Ngay cả người thường sẽ không bao giờ hiểu điều đó. Bình thường chúng ta nghĩ, ồ, bất cứ ai làm việc thiện, họ được khen ngợi trên truyền hình. Có huy chương ở đây từ tổng thống hay bằng khen từ thống đốc, bất cứ gì. Thì làm sao vị tiên tri, vị tốt nhất trong tất cả người tốt bị ngược đãi, bị hành hung hay thậm chí bị ám sát? Chỉ vì lực lượng phủ định không muốn vị minh sư đến đây để cứu bất kỳ linh hồn nào. Bất cứ linh hồn nào bị lạc tới đây, lực lượng phủ định đều cố làm cho họ tệ hơn, khiến cho họ tệ hơn trước. Có lẽ họ vốn không quá tệ, hoặc có lẽ họ nguyên là người tốt, và rồi ma dương dụ dỗ họ với đủ cách, phái bộ hạ đến làm bạn với họ và nói với họ, ồ, rượu ngon, hay đi chơi gái là việc tốt, nhà điếm tốt, sòng bạc, thua hết tiền là tốt. Ai cần gì đến tiền, chẳng hạn vậy. Cám dỗ họ, phái người đến làm bạn với họ, phái những bộ hạ ở đẳng cấp thấp, những người bị ảnh hưởng phủ định đến quanh họ, làm bạn với họ và kéo linh hồn họ vào nhóm người xấu. Rồi nếu họ không đủ kiên cường, hay nếu họ không may mắn tìm được những người bạn tốt hơn để mang họ ra, thì họ cũng sẽ bị nhập bọn với những đồng bọn đó. Quý vị là những đồng bạn quý vị có. Cho tôi biết ai là bạn của quý vị, thì tôi sẽ biết quý vị là ai. Là như vậy. Ở Âu Lạc Việt Nam cũng có câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một lối sống thánh thiện. Nếu quý vị nghĩ rằng, ồ, ta tu thiền, nên không cần quan tâm bề ngoài, như vậy là sai. Bên ngoài tức là bên trong. Vì thật ra chúng ta không có bên ngoài và bên trong. Tất cả đều bên trong vũ trụ này, sao quý vị có thể làm cho một góc này của vũ trụ bê bối, dơ giấy, lộn xộn, trong khi tuyên bố rằng mình thuộc về một vũ trụ khác đẹp hơn, sạch sẽ hơn và tuyệt diệu hơn. Như vậy không đúng. Chúng ta vẫn đang sống ở thế giới này, chúng ta không có quyền, tuyệt đối không có quyền phá hoại, làm hư hỏng, thiệt hại ngôi nhà duy nhất của toàn thể cư dân địa cầu. Dù muốn hay không, quý vị cũng không có quyền làm thiệt hại bất cứ một góc cạnh nào của thế giới này. Nếp sống đạo đức của chúng ta sẽ rõ rệt hơn sau khi chúng ta tu hành pháp môn ánh sáng và âm thanh. Nhưng chúng ta cũng phải chăm sóc bên ngoài. Bởi vì càng thăng hoa, chúng ta càng thấy sự sạch sẽ là cần thiết. Đó là cách sống. Không phải là người này sạch hơn người khác hay thích ở sạch hơn người khác. Đó là sự biểu hiện của phẩm chất chân thiện mỹ nội tại, lối sống thánh thiện. Chúng ta nên sống một đời sống giản dị, nhưng không phải đời sống nghèo nàn nhất. Một nếp sống giản dị chứ không phải bừa bãi. Giản dị là khác. Nếu tình cờ quý vị vào trong lều của tôi hay đến thăm lều tôi, lều tôi cũng như bất cứ căn lều nào của quý vị, nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng lau chùi và mọi thứ đều ngăn nắp, không phải quá trật tự như là gấp chăn phải đo bao nhiêu ly này kia, nhưng rất đẹp mắt và thoải mái, rất là mời mọc, rất là ân cần tiếp đón, rất là ấm áp. Sáng nay tôi có một người khách, ông ấy rất thích chỗ của tôi. Ông nói, ồ, ở đây yên tĩnh quá. Quý vị cảm thấy linh hồn cũng yên tĩnh chỉ do khung cảnh thôi. Quý vị chỉ thỉnh thoảng nghe một vài tiếng chim hót đó đây, có vậy thôi. Và tiếng rì rào của lá cây, không có gì cả. Không có phiền nhiễu, không bụi bặm, không rối rắm. Cho nên trong môi trường như vậy, nơi mà mọi vật đều sạch sẽ, mát mẻ, quý vị sẽ cảm thấy mát dịu. Sự đam mê, dục vọng, nóng giận, tham vọng, tất cả đều lắng dịu xuống. Giữ cho chỗ ở của mình được thiêng liêng, sạch sẽ là điều rất quan trọng, và cũng vì lợi ích cho thế giới và cho vũ trụ. Đó là một gốc của vũ trụ, chúng ta sống trong đó. Dù chúng ta sống trên thiên đàng, thì đó cũng chỉ là một gốc khác của vũ trụ thôi.
Tại sao chúng ta không tôn trọng cái gốc mà chúng ta đang ở lúc này? Đó là một sự dâng hiến cho Thượng Đế. Hãy dọn dẹp nhà cửa của quý vị như một sự dâng hiến cho Thượng Đế. Hãy luôn đặt người khác trước mình. Hãy luôn đặt người khác trước mình, rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì. Đừng luôn yêu cầu tôi gia trì quý vị, và cũng đừng yêu cầu Thượng Đế luôn gia trì quý vị. Đừng luôn cầu thiên đàng gia trì cho quý vị. Chúng ta phải tạo thiên đàng để gia trì cho người khác. Thiên đàng là điều chúng ta tạo ra, nếu không thì ở đâu cũng là địa ngục cả. Thật vậy, ở thế giới này dễ tu hành và cải thiện hơn, bởi vì có người đau khổ, có thú vật đau khổ, có hoàn cảnh đau khổ, có những hoàn cảnh không hoàn hảo, làm rung động lòng từ bi của mình, sẽ đánh thức tâm bác ái của mình, rồi chúng ta có thể mang nó ra, cải thiện nó, cải thiện hoàn cảnh, giúp đỡ tha nhân. Đó là cách chúng ta tạo thiên đàng. Đó là vì cách chúng ta nói là thiên đàng sẽ ngự nơi thế gian. Trong Thánh Kinh có lời cầu nguyện rằng Thánh Thiện là danh Ngài ở thiên đàng cũng như trên thế gian. Vậy thì chúng ta phải mang điều đó đến thế gian. Chúng ta ở đây để làm điều đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình là con của Thượng Đế thì phải mang tình thương của Thượng Đế đến đây. Chúng ta phải tạo thiên đàng ở đây. Chúng ta không thể cứ chờ thiên đàng xuất hiện hoặc cầu thiên đàng giúp chúng ta. Chúng ta làm vậy dĩ nhiên lúc cần thiết và thật sự khẩn cấp. Hoặc chúng ta có thể cầu, xin giúp con trong việc thiền định hôm nay, hoặc giúp con việc gì đó được thuận lợi. Dĩ nhiên chúng ta có thể cầu như vậy, nhưng đừng luôn như vậy. Đừng luôn vì mình, cũng phải vì người khác nữa. Phải như vậy, nếu không chúng ta không đi đến đâu với sự tu hành. Chúng ta phải nghĩ đến đầu kia, không phải đầu bên này. Thí dụ khi quý vị chuyện trò bên điện thoại, quý vị có nói cho chính mình nghe không? Hay quý vị nói để đầu dây bên kia nghe quý vị? Đầu nào? Ai nghe? Đầu bên kia đúng không? Khi quý vị nói chuyện với bạn, quý vị nói lớn, nói rõ ràng để bạn quý vị ở đầu bên kia điện thoại có thể nghe được quý vị, đúng không? Quý vị phải để ý xem mình nói thế nào để họ hiểu mình. Quý vị nói để họ có thể nghe quý vị. Thì cũng vậy, chúng ta phải nghĩ đến người khác, đến đầu bên kia, luôn luôn lưu tâm đến đầu bên kia. Nếu mọi người trên địa cầu lưu tâm đến phía bên kia, thì chúng ta sẽ không bao giờ có nạn đói, sẽ không bao giờ có chiến tranh, chúng ta không bao giờ có thể giết hại ai. Một hình thức khác của bạo lực. Cho dù chúng ta không làm hại người khác, nhưng nếu làm họ giận thì cũng không tốt. Không phải chỉ hại người hoặc đánh người mới là điều xấu. Chúng ta nên ngày càng ân cần và chu đáo hơn. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì khiến người khác khó chịu, thì nhất quyết không nên làm. Rất đơn giản. Chỉ có hai cách. Một cách là làm người khác vui vẻ, cách khác là làm người khác tức giận. Đôi khi người kia không nói gì, họ chỉ nuốt cơn giận bởi vì họ ngại nói với quý vị. Hoặc là họ nói nhiều lần rồi mà quý vị không nghe, cho nên họ cũng không muốn nhắc lại nữa. Chúng ta không nên làm người khác tức giận. Chúng ta không nên cố ý làm vậy. Bởi vì làm người khác đau lòng hoặc giận dữ cũng là một hình thức bạo lực. Nói quý vị hay. Không phải đánh đập hoặc cướp của giết người mới là bạo lực. Làm cho người khác tức giận cũng là đánh cắp năng lượng của họ, cướp đi những khoảnh khắc vui vẻ của họ và gây phiền phức cho họ. Con người chỉ sống khoảng 100 năm, giây phút vui vẻ không nhiều lắm, thời gian tươi đẹp rất hiếm hoi. Vậy mà quý vị còn bước vào và cướp đi vài giây phút vui vẻ của họ, làm cho cuộc sống của họ càng thêm phiền phức. Thế giới đã có quá nhiều phiền não và quá ít niềm vui rồi. Không những không làm cho họ vui vẻ mà quý vị còn cố ý làm cho họ phiền não. Như vậy là sai, hiểu không? Bạo lực là như vậy đó. Hãy trì giới nghiêm ngặt, đừng có biết rồi mà vẫn phạm lỗi, như là gây phiền phức cho người khác hoặc thách thức người khác. Quý vị biết họ không làm gì được mình rồi tiếp tục cố ý làm điều gì đó để xem họ phản ứng ra sao và xem họ có thể làm gì. Như vậy là sai.
Như vậy có nghĩa là tâm mình vẫn còn rất hung ác. Đôi khi mình nghĩ mình chỉ vô tình, không có chuyện như vậy. Không có chuyện vô tình làm điều gì đó. Mọi việc chúng ta làm, cho dù là vô tình, trong hạ ý thức chúng ta đã có chủ ý làm vậy. Hiểu không? Đó là bởi vì trong hạ ý thức quý vị nghĩ điều xấu, nên quý vị mới vô tình làm việc xấu. Dĩ nhiên dầu sao vẫn tốt hơn là cố ý. Nhưng người tu hành chúng ta nên quan tâm đến người khác hơn và cố gắng nhiều hơn đến mức không còn vô tình làm hại người khác nữa. Như vậy mới gọi là tu hành, mới là người hảo tâm, hiểu không? Do đó không thể nói thuần chay và thiền định là đủ rồi. Chưa đủ. Trì giới rất quan trọng. Kinh Kim Cang của Phật giáo có đề cập đến bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Có mấy điều phải làm, hiểu không? Có 6 điều. Quý vị làm được những điều nào, giơ tay tôi xem. Ai làm được cả 6 điều thì giơ tay lên coi. Đã mấy chục năm rồi mà quý vị vẫn còn như vậy. Ít ra quý vị thành thật, không nói dối. Ít ra không phạm giới hoặc cố ý làm điều xấu, như vậy cũng được cho là có tiến bộ. Chúng ta nên ngày càng tốt hơn, ngày càng ân cần và từ bi hơn. Chúng ta nên có lòng từ bi đối với muôn loài, dù lớn hay nhỏ. Như người vợ đã phóng sinh 100 chú chim sẻ, chúng ta không thể nói rằng chim sẻ quá nhỏ, không đáng kể. Có lần tôi ở trong một ngôi chùa nơi người ta không biết dán, nhưng họ mua một loại đĩa có keo dính và để bên ngoài. Khi dán bò lên đĩa, họ khóc thét, bị dán dính ở đó và không bò được nữa, dán tái mét. Tôi không chịu nổi, nói với mấy người đó, sao quý vị làm vậy? Họ nói chúng tôi đâu có giết dán. Tôi nói làm vậy còn tệ hơn là giết nữa. Tôi nói giữ giới thì phải giữ cho nghiêm, chứ không chỉ giữ một phần, hiểu không? Không thể nói tôi chỉ phạm giới, có một chút vậy thôi, một chút cũng không được. Sau đó họ nhận thấy rằng lời tôi nói là đúng, nên mới bỏ chiếc đĩa đó đi. Tôi hỏi họ, quý vị có thể tưởng tượng mình bị dính vào một cái đĩa lớn do ai để đó không? Dĩ nhiên là dán nhỏ, thì họ dùng đĩa nhỏ. Quý vị to lớn thế, nếu họ để một cái đĩa lớn và cả ngày quý vị bị dính vào đó cho đến chết, sống cũng không được mà chết cũng không xong. Quý vị có thích thế không? Chỉ nghĩ vậy thôi là đã biết câu trả lời rồi. Khi đặt mình vào địa vị của con dán, thì quý vị sẽ biết phải làm gì. Quý vị không cần phải học gì ở tôi, không phải học giáo lý của Khổng Tử hay Lão Tử chi cho nhiều. Khổng Tử nói gì? Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đúng rồi, quý vị nói rõ lắm. Nhưng khi làm việc, đôi lúc quý vị không quan tâm đến người khác. Quý vị cho rằng việc của mình lo chưa xong, còn phải lo cho ai nữa. Không phải vậy, không phải vậy. Như vậy là tâm địa vẫn còn ác độc. Làm phiền người khác, không nghĩ cho người khác hoặc không quan tâm đến cảm giác của người khác, như vậy là quý vị có tâm địa độc ác. Lấy con gián làm ví dụ, đối với con gián, chết nhanh còn đỡ hơn là chết từ từ. Họ bị dính ở đó, sống dở chết dở, có phải là tàn nhẫn không? Đó như là một kiểu tra tấn. Con gián bị tra tấn từ từ cho đến chết, như vậy rất đau đớn, phải không? Nếu đó là chúng ta thì sao? Quý vị có thể tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh đó không? Cũng giống vậy, thật tàn nhẫn. Do đó, người tu hành có nhiều đẳng cấp khác nhau. Nếu tu với tôi, quý vị phải thật sự biết quan tâm đến người khác. Quý vị không nên có bất cứ một chút bạo lực nào, được chứ? Không được làm người khác tức giận, cũng không được cố ý làm điều đó. Trong trường hợp bất đắc dĩ thì không sao, nhưng quý vị không nên biết rồi mà vẫn cứ làm. Nếu quý vị bạo lực như vậy thì không thể nói tôi tu hành. Nói thế quý vị sẽ cảm thấy thật hổ thẹn. Tôi sẽ thấy thật hổ thẹn nếu có đệ tử như vậy. Tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn. Tôi cảm thấy tôi chưa dạy quý vị tốt. Nếu tôi không dạy quý vị tốt thì tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Nhưng quý vị không nên tiếp tục cư xử như vậy. Cho nên làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, được chứ? Giả sử quý vị đang sửa nhà,
Dĩ nhiên buổi tối quý vị mới có thời giờ để sửa. Dù là sửa vào ban ngày hay buổi tối, quý vị nên đóng cửa để không gây ồn cho hàng xóm. Nếu quý vị sống kế bên một người mà cứ đập đập gõ gõ mỗi ngày, nói chuyện lớn tiếng, quý vị có thích không? Sau cả ngày làm việc, về nhà quý vị muốn nghỉ ngơi một chút nhưng không thể để mở cửa. Hãy mở cửa là nghe tiếng gõ lạch cạch từ nhà bên cạnh. Quý vị sẽ cảm thấy khó chịu và phát điên lên mất. Cho dù cảm thấy vậy nhưng quý vị không thể nói gì vì đó là láng giềng của mình. Quý vị nghĩ một ngày không sao có lẽ mai họ sẽ làm xong. Rồi quý vị cứ hy vọng ngày hôm sau họ sẽ làm xong. Nhưng ngày hôm sau việc đó vẫn tiếp diễn. Cho dù có vài ngày thôi cũng khiến người ta không chịu nổi, hiểu không? Đó chỉ là một thí dụ và là chuyện nhỏ. Đôi khi quý vị dừng xe ngay trước cửa nhà người khác và không tắt máy, cho nên khói cứ phả vào cửa sổ nhà họ và gây ồn, làm họ không thể chịu nổi. Vậy cũng là sai. Quý vị đến đây lúc đêm khuya và còn sập mạnh cửa xe, như vậy cũng là sai. Quý vị nên đóng cửa xe nhẹ nhàng, cho xe ra chỗ nào xa xa một chút, cách xa nhà ở, dừng xe rồi mới đóng cửa lại. Cho dù cửa có đóng nhẹ đi chăng nữa, thì vẫn đóng chặt được, không nên sập mạnh như thế, hiểu không? Giờ quý vị hiểu rồi ha, cảm ơn quý vị. Làm người khác tức giận cũng là một hình thức bạo lực, hiểu không? Thách thức người ta khiến họ đau lòng, hoặc làm họ nhức đầu, thì có khác gì đánh nhau với họ. Có khác gì đánh họ, phải không? Nếu quý vị đánh người khác, họ có cớ đánh lại cho hả giận. Nếu quý vị đánh ai đó và họ đánh lại, họ có thể hả giận được một chút. Nhưng nếu quý vị làm cho họ đau đầu, làm cho họ tức giận và họ ngại nói ra, họ lại càng phiền não hơn, hiểu không? Giống như là cắn xé tim họ và móc óc họ ra vậy. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư từ các bài giảng trên truyền hình Vô Thượng Sư.